Xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên Giang Nam Audio mới về một cặp loa rất là độc và rất là chất anh em nhé. Cặp loa của thương hiệu Aiwa, loa sản xuất tại Nhật. Model của nó là cái gì nhỉ? SCE22. Cặp loa này được làm bằng thùng của nó được làm bằng đá anh em nhé. Đá nguyên khối luôn. Và cái lưới của nó bằng lưới kẽm viền nhôm. Và bát của nó là bát 2, bát 18. Cái loa bát của nó 18 và chép đôm anh em nhé. Sau đây em sẽ test thử cái chất âm của nó.